Xin chào tất cả anh chị quý vị và các bạn cùng trở lại với Bốn Bánh Auto. Hôm nay em sẽ tiếp tục làm video và giới thiệu tới anh chị quý vị và các bạn một mẫu xe 5 chỗ. Một dòng xe được bán chạy nhất trên thị trường hiện nay, được đánh giá là bền bỉ, form dáng đẹp và đồ đạc phụ tùng thay thế dễ dàng, tiết kiệm nhiên liệu. Thì đây là một chiếc xe Hyundai i10 2016 nhập khẩu 1.2 bản đủ số tự động. Thì đối với dòng Hyundai i10 này thì cũng có một vài phiên bản khác nhau như là nhập khẩu 1. và 1.2. Thì đây là một chiếc xe bản đủ 1.2 số tự động. Đó, một chiếc xe màu cam. Thì hôm nay em sẽ quay chi tiết để anh chị quý vị và các bạn cùng tham khảo và đánh giá, có thể lựa chọn về chạy gia đình hay phục vụ công việc đều ổn với một chiếc xe đẹp như thế này. Thì đối với dòng xe này thì bản 1. và bản 1.2 nó chênh nhau khá nhiều tiền. Vì bản 1.2 chạy chúng ta sẽ có cảm giác mướt hơn, khỏe hơn. Đó. Đây, toàn bộ tổng thành về thân vỏ này. Thì 2016 nó vẫn là bản nhập, đến 2017 nó mới là bản lắp ráp trong nước. Đó. Thì đối với bản 1.2 thì nội thất nó là nội thất hai màu đen đỏ. Da pha nỉ. Đây, toàn bộ nội thất này. Đó. Cũng như là táp ly. Gương kính chỉnh điện. Tất cả những nút bấm này còn rất là sắc nét, gương cụp điện này. Đó, bản 1.2 tắp ly đen đỏ luôn, nội thất đen đỏ. Một chiếc xe màu cam, lốp lắp là răng đúc nguyên bản. Đó, đây toàn bộ nội thất phía sau này, tất cả những chi tiết đều hoạt động ổn và nguyên bản hết, chưa hề động chạm một chút gì cả. Đây toàn bộ phần cốp sau này. Đó. Đây, đây là toàn bộ cốp sau, toàn bộ phần nỉ này. Đó, phần tôn gầm và lốp dự phòng. Đây. Đó, toàn bộ phần nỉ. Tất cả những phần hông và dàn đinh bấm này đều nguyên. Tất cả những con ốc này nguyên bản hết. Chưa hề động chạm chút gì cả, bảo hành luôn về đâm đụng và ngập nước cho quý vị và các bạn. Đó. Toàn bộ ốc cánh cửa này nguyên zin luôn. Đây, tất cả những con ốc này đều nguyên. Đó, khóa cửa này và phần tem bậc lên xuống, cũng như là toàn bộ nội thất. Màn hình theo xe. Đây, vô lăng tích hợp. Thì đối với những chiếc xe mà tích hợp vô lăng của Hyundai i10 thì anh chị quý vị và các bạn có thể để ý, những chiếc xe nào chạy nhiều thì nó sẽ bay màu mất, nó sẽ màu trắng những cái nút bấm này. Đó, và nó sẽ bị ăn mòn cái phần da này. Đó, chiếc xe này chạy rất là ít, nguyên bản luôn, vô lăng rất đẹp và mới. Logo này, hệ thống móng khí. Đây, toàn bộ điều hòa, đề start top, hệ thống củ số. Đây, toàn bộ củ số này, số tự động. Đó, màn hình và mặt tablo đây, hệ thống móng khí. Thì đối với chiếc xe số tự động như thế này thì anh chị quý vị và các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về phần dịch vụ taxi. Không ai mua bản số tự động và chạy taxi cả. Đa số nếu mà chúng ta lo ngại về dịch vụ taxi thì chúng ta chỉ cần lo ngại về số sàn thôi. Tất cả chi tiết và trần nỉ nguyên. Đây, trần nỉ nguyên, bọc ni lông. Đó. Với chiếc xe mà hơn 300 triệu, một chiếc xe số tự động nhập khẩu bản 1.2, một dòng xe bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu như thế này thì hoàn toàn anh chị và các bạn có thể yên tâm để lựa chọn. Đây, toàn bộ khoang máy này. Đó, đã được dọn dẹp rất là sạch và bóng. Tất cả những con ốc này, hệ thống tai đèn từng con ốc. Đây, lắp cabo những con ốc này. Đó, hệ thống ABS này. Tất cả những chi tiết về tất cả những ốc vẩy màu đều nguyên. Đây, toàn bộ ra máy này gần như mới luôn. Đây, tất cả mọi thứ đều nguyên bản. Đó. Thì đối với dòng xe này thì bản 1.2 số tự động thì về độ tiêu hao nhiên liệu của nó trung bình nó sẽ chạy đâu đó khoảng 6 lít cho đến 7 lít quay về. Đó, đây, toàn bộ phần đầu này. Thì đối với dòng xe này thì giá của hiện tại thì đang là 342 triệu là bao gồm cả phí rút hồ sơ để cho anh chị và các bạn về ra tên đổi biển mới. Đó. Đây, toàn bộ đăng kiểm dài. Thì chiếc xe này khi anh chị quý vị và các bạn ra tên đổi biển mới thì đâu đó nó cũng chỉ rơi vào 6 triệu tiền thuế thôi.
đó, và 342 triệu là em đã bao gồm cả phí rút hồ sơ rồi. Thì đây là video em đã quay và giới thiệu tới anh chị quý vị và các bạn một chiếc Hyundai i10 2016 nhập khẩu 1.2. Và nếu ai có nhu cầu về dòng xe này hoặc là muốn tư vấn thêm điều gì về các dòng xe khác, hãy liên hệ trực tiếp tới số điện thoại em để phía dưới màn hình hoặc đến salon Mạnh Ô Tô, km số 6 Sơn Cẩm, Thái Nguyên. Sau đây em xin phép được kết thúc video. Chúc anh chị quý vị và các bạn một ngày làm việc vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.